đường nào Chú đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trán, lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, dĩ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loáng máu đào, ôi lưỡi đồng còn loáng vết máu. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, trên đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh. Trên danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương con biết hầu mong, ban xuống cho con đồng ơn chan chứa, cho rồi cho đáng hồi thánh thần.
Lúc này đây, chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ dễ nghĩ đến mùa chay năm ngoái và phần thánh năm ngoái, khi mà chúng ta không thể cử hành các nghi thức như bình thường mọi năm. Bởi vì đại dịch Covid đã buộc các nhà thờ phải đóng cửa và chúng ta phải tham gia các trạng đàm thánh giá tại gia đình chúng ta. Chúng ta đã hy vọng rất nhiều năm nay và điều đó đã thể hiện khi hôm nay chúng ta tụ họp nhau trước ngôi nhà thờ thân thương này để cùng đi lại trạng đàm thánh giá năm xưa của Chúa. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cùng với cộng đoàn hôm nay chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin cho những nơi vì đại dịch vẫn không thể cử hành các nghi thức như chúng ta đang thể hiện đây. Giờ phút này chúng ta cùng hiện diện trong một không gian không chỉ giáo xứ nhưng còn liên đới ở cấp độ giáo phận và cấp độ thế giới. Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động để kết nối mọi người chúng ta với nhau. Ngài muốn chúng ta cùng đi với Đức Giêsu trên chặng đường thánh giá và muốn chúng ta cùng nhau vác thánh giá của chính mình cũng như giúp đỡ nhau mang thánh giá, để nhờ việc vác thập giá đi theo Chúa, chúng ta sẽ đến được đỉnh đồi Golgotha như chính Chúa ngày xưa. Quyền xin Thiên Chúa giúp chúng ta đi trọn vẹn con đường tình yêu này, để nhờ đó chúng ta cũng được phục sinh vinh hiển. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phán trường, mà lời nào sâu trên chân. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài có trên vai, đau thương nào vì con nên lấy nước rửa tay trước mà giá đông mà nói:
ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc kệ các ngươi liệu lấy. Toàn dân đáp: máu hắn đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Bây giờ tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ. Còn Đức Giê-xu thì sau khi truyền đánh đòn, ông trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Nếu có mặt trong buổi xét xử Đức Giê-xu năm xưa, chúng ta đã nhận thấy đây là bản án quá bất công và cay nghiệt. Trong phiên tòa hôm đó, dân chúng cung tay tố cáo thầy Giê-xu. Giới lãnh đạo tôn giáo không ngớt lời cáo buộc để thôi thúc Phi-la-tô kết thúc phiên tòa. Người ta đã thành công kết tội Đức Giê-xu. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy Đức Giê-xu bình an đón nhận tất cả. Ngài không oán ai, không phẫn nộ và cũng chẳng phản bội, chẳng phản đối. Ngược lại, vâng theo thánh ý Chúa Cha, Đức Giê-xu chấp nhận đi vào con đường đau khổ. Tất cả là vì Ngài muốn cứu độ con người. Suốt hơn một năm qua, thế giới đã chịu quá nhiều đau thương từ con virus corona. Nhiều người mất công ăn việc làm, biết bao người nhiễm bệnh, cuộc sống bị đảo lộn. Hậu quả đau lòng nhất là hàng triệu người đã thiệt mạng. Lúc này và ở đây, chúng ta hãy xin Đức Giê-xu giúp chúng ta biết nhận ra thánh ý Chúa qua cơn đại dịch này, để nhờ đó chúng ta tiếp tục mơ ước về con đường dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Giê-xu, nhiều người đang tập sống chung với con virus khủng khiếp này. Họ muốn bắt đầu đi cùng với Chúa, dẫu khó khăn sao. Nếu có Chúa đi cùng, chúng con tin rằng phía trước là bầu trời tươi sáng. Xin giúp chúng con đón nhận mọi biến cố trong bình an. Để từ đó, chúng con có sức, có tình yêu và có đủ tinh thần để lên đường cùng với Chúa và với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo huyền. Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và gửi khen Chúa. Thập giá chưa bao giờ là khúc gỗ nhẹ nhàng và thoải mái,
đó là hình phạt ô nhục mà người ta dành cho các tội nhân. Hôm nay chính Đức Giêsu đang đón lấy thập giá thô xước đó, người ôm hôn nó và đặt trên vai mình. Từ thời khắc đó, thập giá luôn gắn liền với Đức Giêsu. Người đời ngạc nhiên vì sao người chấp nhận thập giá cách thanh thản đến lạ lùng. Chắc hẳn câu trả lời chỉ có thể là vì phong theo Thiên Chúa Cha và vì yêu con người. Chính tình yêu đã làm cho Đức Giêsu sẵn sàng vác lấy mọi nỗi đau khổ trên vai, bước lên đỉnh đồi Canvê. Nhiều tháng qua, cả thế giới phải vác sức lực của cơn đại dịch. Sức lực ấy đè trên vai của các y bác sĩ, áp lực lên hệ thống y tế, lên những nhà lãnh đạo và ảnh hưởng đến hầu hết chúng ta. Chắc chúng ta không cần giải thích vì sao lại có thập giá khủng khiếp này. Thay vào đó, noi theo gương của Đức Giêsu, chúng ta xin ơn đức tin để sống trong thời đại dịch cùng với nhau và với Chúa. Thập giá chỉ nhẹ nhàng và mau qua khi chúng ta vác cùng nhau. Mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia nếu biết cộng tác, chắc chắn sức lực của thập giá sẽ giảm đi rất nhiều. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con chấp nhận thập giá đời mình với niềm tin và sự đồng hành của Chúa. Khi đó, thập giá trở nên thánh giá, giúp chúng con nên thánh giữa đời. Trong và sau đại dịch lần này, dù muốn dù không, chúng con cũng phải chịu ảnh hưởng. Thay vì oán trời trách đất, than ngắn thở dài, xin cho chúng con biết phó thác vào Chúa để chấp nhận tất cả, tin tưởng tất cả. Chỉ có thế, chúng con mới có thêm hy vọng và sức mạnh để cùng nhau vượt qua nỗi đau của lần đại dịch này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo Trích sách ngôn sứ Isaia. Thật sự, chính người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta, đã gánh chịu những đau đớn của chúng ta. Ở độ tuổi 33, sức dài vai rộng, Đức Giêsu có thể vác thập giá nên đồi Canvê dễ dàng. Tuy vậy, mới biết bao roi đòn, nhiều giờ không ngủ, đêm hôm bị bắt, Đức Giêsu lúc này đã sức tàn, lực kiệt, khúc gỗ trên vai Ngài lúc này trở nên nặng nề gấp bội. Nê bước trên con đường gồ ghề quanh co,
Ngài đã té nhào, Ngài ngã xuống tận mỗi đau của con người để tiếp tục cổ vũ và nâng đỡ con người đứng lên đi tiếp. Jesus Kozola đã cho chúng ta thấy sự thật này: con người không toàn năng, hoa cỏ không làm được mọi thứ. Đó là giới hạn mà chúng ta phải chấp nhận trong thân phận thụ tạo. Hơn một năm qua, nhân loại đã té ngã hết lần này đến lần khác trong lĩnh vực kinh tế, y học, chính trị, xã hội. Hẳn nhiên, vấp ngã nào cũng đau, cũng bất ngờ và khiến người ta hốt hoảng, nhất là khi con số người nhiễm bệnh cứ tăng vọt mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi ngày trên nhiều quốc gia. Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của chúng con, Ngài là Thiên Chúa làm người mà vẫn té ngã vì sức nặng của thập giá. Hình ảnh ấy giúp chúng con rất nhiều, rằng đau khổ và những vấp ngã trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi của kiếp người yếu đuối. Nhưng quan trọng hơn hết, sự vấp ngã của Chúa trên đường khổ nạn nhắc nhở chúng con rằng chúng con không cô đơn. Chúa vẫn có đó, luôn chung chia mọi nỗi buồn vui với con người. Xin giúp những ai đang buông xuôi, đang đau khổ và mang gánh nặng nề được sức mạnh đứng lên đi tiếp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn đang giao huyết. Chúng ta đến gần Chúa Giêsu
để cùng với mẹ chúng ta tin tưởng và hy vọng vào Chúa qua cuộc gặp gỡ chóng vánh, để rồi chia ly giữa Chúa và mẹ ở chặng này. Giáo hội muốn nối kết mọi người chúng ta lại với nhau để cùng đồng hành, ủi an, sẻ chia và chăm sóc, nhất là về mặt tinh thần. Có những lúc chúng ta giữ giãn cách xã hội nhưng không xa cách trong tình người, vì Thiên Chúa của chúng ta luôn gần gũi và mời gọi chúng ta hãy gần gũi với nhau, đừng xa cách người khác. Lạy mẹ Thiên Chúa, dưới sự che chở của mẹ, chúng con tìm nương ẩn. Xin đừng chê bỏ lời xin của chúng con đang trong cơn thử thách. Và lại Đức Trinh Nữ Huynh Hiển và được chúc phúc, xin thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Chúng con cầu xin ở Đức Kitô Chúa chúng con. Trước.
Lạy Chúa Giêsu, tin vui cho nhân loại là chúng con đã có vaccine COVID-19. Chúng con tạ ơn Chúa đã soi sáng cho các nhà khoa học tìm ra phương thuốc phòng chống này. Tuy vậy, vấn đề là làm sao các quốc gia phân phối công bằng, hợp tình, hợp lý, nếu không dựa trên tinh thần trợ giúp lẫn nhau. Xin Chúa giúp các nhà lãnh đạo toàn cầu thực hiện cam kết đối với sự công bằng và công lý, như là những nguyên tắc để xây dựng một thế giới hậu COVID-19 tốt đẹp hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. Và cho đưa đến thiên đàng. Để cho chúng con luôn cháy lửa yêu. Thiên đua hy sinh yêu Chúa thật nhiều. Thương mẹ yêu Chúa yêu trọn đời. Để cho chúng con luôn cháy lửa yêu. Thiên đua hy sinh yêu Chúa thật nhiều. Thương mẹ yêu Chúa yêu trọn đời. Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Nơi thứ sáu, Đức Giêsu gặp bà Veronica. Trích phúc âm theo Thánh Matthew. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Dưới trời lắng lóng, dòng người hối thúc, Đức Giêsu đã đứng dậy. Quân lính lại chẳng theo Ngài được phép nghỉ ngơi, vết chảy xước trên da thịt Ngài thật khá nặng nề cùng những vết đòn từ phía lính tráng cứ thút xuống thân xác Ngài. Khuôn mặt Đức Giêsu hiện lên những nét say sao tiêu tùy. Lúc này có một phụ nữ giữa mép giữa bọn lính tàn bạo để cầm khăn lau mặt cho Ngài, và Ngài đã để khuôn mặt của mình y lại như chụp lại nguyên vẹn trên tấm khăn của bà. Chẳng có ai biết tên của bà, nhưng vì tấm khăn kia mà người đời gọi tên bà là Veronica, nghĩa là chân dung đích thực phản ảnh gương mặt Thầy Giêsu. Trong cơn đại dịch này, có thể coi bà như tiền thân của nhân viên y tế, bác sĩ, điều dưỡng khắp thế giới đã liều thân, thậm chí hy sinh cả mạng sống để chăm sóc những người bệnh mà cả thân nhân cũng không được tới gần. Có lẽ khuôn mặt nhân loại cũng nhem nhúc và đau khổ vì biết bao hậu quả của đại dịch lần này. Trong và sau đại dịch, khuôn mặt ấy cũng còn hàn nhiều thương tích. Mỗi người cũng cảm nhận được biết bao phiền phức vì con COVID này. Số người nhiễm lần tăng hàng giờ trên thế giới, số người chết cũng chưa có dấu hiệu chậm lại. Đó là chưa kể nhiều vết thương tâm lý của những rạn nứt trong mối tương quan vì người ta phản cách ly. Nền kinh tế cũng đang chậm lại, khiến bao người lâm cảnh đói nghèo. Giây phút này, ước gì nơi nào cũng có bàn tay của Veronica đưa ra cho giúp những ai cuối cùng. Hãy là cánh tay lớn dài của Thiên Chúa
giúp gia đình, giúp đời và giúp người. Chỉ với tình yêu và lòng nhân ái mới có thể xoa dịu được nỗi đau của anh em đồng loại. Lạy Chúa giàu lòng xót thương, xin Ngài thôi thúc tâm hồn chúng con, để với tình yêu chúng con dám mở rộng lòng để đi đến với anh em. Xin giúp chúng con can đảm đến với những thân phận bỏ giọt đau khổ để xoa dịu những nỗi khốn cùng. Nhất là trong lúc gian nan này, chúng con xin Chúa đến gần hơn với những ai đau khổ, lầm than và bệnh tật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn tham gia Thank you.
Giêsu, thánh giá và chú đang phát là tội lỗi của cả nhân loại và của chúng con nữa. Sức mạnh ấy khiến Chúa quỷ ngã. Chúng con thường than trách sao Chúa trao cho chúng con thánh giá quá nặng, khi chúng con nhiều lần đã quỷ, thói luôn. Lúc này đây, xin Chúa giúp chúng con có được sức mạnh để không bao giờ bỏ cuộc. Dù đã nhiều lần, nhưng chúng con vẫn tin rằng Chúa sẽ giúp trong cảnh cuộc của cuộc đời. Được như thế, chúng con biến những trắc trở của phận người thành cơ hội chung chia thập giá của Chúa lúc này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn tham gia về. Hãy cho được đến thiên đàng. Rồi khi chúng con qua phố lâm trùng, giáng xin Chúa ban bình phúc quê trời. Bên mẹ bên Chúa muôn ngàn đời. Trải nghiệm một phương thế khác là theo dõi qua internet
Lúc này, Chúa muốn an ủi chúng ta ngay tại gia đình, ngay trong tâm hồn của mỗi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương cả thành Jerusalem, đã hòa chung nước mắt của mình với nước mắt hai người chị của anh Lazaro, người bạn thân yêu của Chúa đã qua đời. Xin cho chúng con biết khóc cho nỗi đau của chị mình, của anh em đồng loại. Xin cho chúng con biết rằng lòng thương xót và chấp nhận cũng được thể hiện trong nước mắt. Xin giúp chúng con thương vâng với sự gần gũi, với văn hóa của sự gặp gỡ. Khi đó, xin Chúa cũng đến để lau khô dòng lệ đau khổ của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn tham gia hơn. Những kinh nghiệm về nỗi đau, sợ hãi, cũng như việc nhận ra những giới hạn bản thân, khiến chúng con phải ngẫm nghĩ lại khuôn cách sống, các mối liên quan, tổ chức xã hội,
và trên hết là ý nghĩa của sự hiện hữu bản thân. Ngài đào giúp chúng con biết mình cần nương tựa vào ai để tổ chức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình. Mọi loài khác dưới đất cũng được tạo dựng cho con người, để giúp chúng con đạt tới cùng đích đấng tạo hóa đã đặt cho chúng con. Xin giúp chúng con biết tựa nương một mình nơi Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa,
lời Chúa Kitô. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Giê-xu chịu đóng đinh. Trích phúc âm theo Thánh Mát-thêu. Họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-xu thì ở giữa. Thời kỳ uốc, trong sa mạc, rắn độc đã sát hại nhiều người. Chính Đức Chúa cho họ phương thuốc chữa trị khi bị rắn cắn. Đó là nhìn lên con rắn đồng hôm nay trên ngọn đồi này. Người ta đóng đinh Đức Giê-xu vào thập giá. Trần chuồng ai cũng có thể nhìn thấy từ đầu đến chân. Từng chiếc đinh nhuốm máu ghim chặt Thầy Giê-xu của chúng ta vào thập giá. Trong nỗi hoang mang khi đại dịch bắt đầu, người ta hỏi Thiên Chúa ở đâu. Trong và sau đại dịch, dường như câu hỏi ấy không được nhắc đến nhiều. Dẫu sao, Thiên Chúa của chúng ta đã làm người và đã chịu treo trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta. Thực vậy, không phải ma quỷ đã đóng đinh Chúa Giê-xu, mà là chính bạn và tôi cùng với ma quỷ đã đóng đinh người vào thập giá. Rồi ở trên cao, Thiên Chúa vẫn đang nhìn thấy những lầm than, cơ cực và bệnh tật của con người. Ngài mời gọi mỗi người hãy để thập giá làm điểm tựa cho cuộc đời. Lạy Chúa Giê-xu, lúc này chúng con cũng nhìn lên Chúa trên thập giá. Với Chúa và trong Chúa, chúng con có quyền mơ về một tương lai tươi sáng, nơi đó luôn có sự chữa lành. Xin Chúa cũng nói với chúng con rằng, hôm nay con sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. Và xót cho lễ thiêng liêng. Nhìn về Chúa Kitô Đức Thánh Con, biết bao tham thương tàn nát trong lòng. Khi đoàn quân dữ đang hành hình, lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Lời thứ 12, Đức Giê-xu chết trên thánh giá. Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhánh hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giê-xu nói, thế là đã hoàn tất.
rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Vậy là mọi sự đã hoàn tất. Trong tin mừng Gioan, danh hiệu đầu tiên ông Gioan tiền hô giới thiệu Chúa Giêsu là Con Chiên của Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Khi kể về cuộc thương khó, thì Thánh Gioan gợi cho chúng ta nhớ tới giờ giấc của việc sát tế con chiên để ăn lễ vượt qua. Giờ Chúa Giêsu bị Phi-la-tô trao cho các thượng tế để đem đi đóng đinh. Đây là giờ người ta đem con chiên lễ vượt qua vào cho trao cho các tư tế trong đền thờ. Giờ đây Chúa Giêsu gục đầu trao thần khí. Thánh Phaolô xác nhận quả vậy Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Đám đông kéo nhau đến xem cảnh tượng ấy. Khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. Lúc này, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã giăng tay trên thập giá để ôm lấy hết giới hạn của thế giới. Giây phút này, chúng ta dâng những ai đã qua đời, cách riêng những người chết vì đại dịch COVID-19. Xin cho họ được kết hợp trong cái chết của con Thiên Chúa. Mong cho họ ra đi thanh thản và được gần bên Chúa trong giờ lâm tử. Khi đó, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Họ bước qua cuộc sống mới trong Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, cái chết luôn là nỗi kinh hoàng của con người mọi thời đại. Chúng con không muốn nhiễm bệnh, không muốn chết. Tiếc là thân phận con người phải bước qua ngưỡng cửa của chết chóc một lần trong đời. Tạ ơn Ngài đã đi vào chính cái chết của con người, từ đó mang chúng con đến thế giới vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hương. Của người Do Thái. Lúc
này thực sự là cảnh chiều buồn tan tóc thê lương. Mẹ Maria mất con, môn đệ mất thầy, càng xế chiều của ngày áp lễ vượt qua, đường phố, hàng quán càng vắng thương người. Ai về nhà lấy để chuẩn bị mừng lễ vượt qua? Trên đồi San Mê lúc này chỉ còn một vài phụ nữ đã theo thầy Giê-xu từ Galilê lên đây, đứng nhìn xác thầy treo trên thập giá. Một người môn đệ vốn ẩn danh, ẩn mặc, giờ đây ra mặt và xin được Phi-la-tô cho đem xác Đức Giê-xu thầy xuống để mai táng. Không khí năm xưa chắc cũng không khác nhiều so với ngày tháng vừa qua. Biên giới đóng cửa, nhiều nơi phong tỏa, trường học, quán xá, nhà thờ đóng cửa, thay vào đó bệnh viện đông người, nghĩa trang thêm nhiều phần mộ mới. Dịch bệnh như cuộc chiến tranh mà toàn thế giới phải chống chọi. Trong bối cảnh ấy, chúng ta cùng với con Thiên Chúa tiếp tục gieo những hạt giống bình an và đồng hành với người nghèo, với ai bị bỏ rơi, với người yếu đau, người bị loại ra ngoài, những người thấp cổ bé miệng. Linh hồn Chúa Kitô xin thánh hóa con. Lạy xác Kitô xin cứu độ con. Lạy máu thánh Chúa Kitô xin làm cho con sanh mình. Lạy huyết bởi lương long Chúa Kitô xin tẩy rửa con. Lạy sự thương có Chúa Kitô xin thêm sức cho con. Lạy Chúa Giêsu nhân ái xin nhận lời con. Xin dấu ẩn con trong các đức thương phụ chú. Xin cho con đừng bao giờ để xa chú. Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quấn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương linh hồn con các giáo hương mà cho được đến thiên đàng. Lạy niềm khi yêu xin hãy dùng con hoa sâu bên thương của đấm tiêu chuồng. Trong lòng con trong khi lao sơn, lạy niềm khi yêu xin hãy dùng con. Lạy Chúa Kitô, chúng con ở đây mà ngợi khen Chúa. Vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc loài người. Ngày thứ 14, Đức Giê-xu được chôn táng trong mộ, chích phúc ân theo thánh Gioan. Ngày Đức Giê-xu bị đóng đinh, có một cửa vườn và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái mà ngôi mộ lại gần đêm, nên các ông mai táng Đức Giê-xu ở đó. Tuy là chiều ngày còn ngừng lễ vượt qua, ông Joseph vẫn chạy đi mua kịp một tấm vải mới trước khi đến bên sát
xuống. Một môn đệ ẩn mặt khác là Nicodemo cũng đến, đem theo 100 cây mộc dược trộn với sầm hương. Hai ông đã tẩm niệm bột vàng theo nghi thức của Do Thái giáo thời đó và đặt các thầy vào ngôi mộ mới trong vườn gần đó. Thế là con Thiên Chúa đã thật sự làm người và sống trọn kiếp người, từ lòng mẹ tới lòng đất. Sinh ra thì bị mẹ bọc trong thân, đặt trong máng cỏ vì không có chỗ cho gia đình lầy trong quán trọ. Chết thì được một môn để phủ tay môi cho tấm vải để điệp và đặt ngôi mộ ông đã khuất trong vách đá cho bản thân ông. Trong đại dịch, chắc chúng ta ít nghĩ tới những người lo việc mai táng cho các bệnh nhân chết vì bệnh dịch. Gia đình phải nhờ đến họ để lo việc mai táng cho người thân yêu. Hình ảnh ông Joseph và ông Nicodemo giúp chúng ta nhớ đến họ với tâm tình tri ân. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Lạy mẹ Maria, mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con tín thác nơi mẹ là sức khỏe của những người đau bệnh. Cạnh trên thánh giá, mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu và giữ vững đức tin. Lạy mẹ, toàn rối của dân thành Roma, mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng mẹ sẽ ban cho chúng con. Để giống như ở Cana bị Galilee, sau thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội sẽ có thể trở lại. Lạy mẹ của tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm nhiều và Chúa Giêsu sẽ nói với chúng con rằng Ngài đã mang lấy trên thân mình Ngài các nỗi đau của chúng con và Ngài gánh lấy những đau thương của chúng con để qua thánh giá đưa chúng con đến niềm vui phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các gia đình. Và xót đưa đến thiên đàng. Rồi khi chúng con qua khốn lâm chung, giáng sinh Chúa ban bình phục quê trời. Bên mẹ bên Chúa muôn ban đời. Rồi khi chúng con qua khốn lâm chung, giáng sinh Chúa ban bình phục quê trời. Bên mẹ bên Chúa muôn ban đời. Chúng ta tạ ơn Chúa cho mỗi người có những tâm tình đi cùng với Chúa Giêsu trên chặng đường thánh giá. Những ai theo Ngài trong đau khổ cũng được ở với Ngài trong vinh quang. Trong và sau đại dịch, Thiên Chúa không ngoảnh mặt từ bỏ chúng ta. Chúng ta không được tìm đau khổ, nhưng khi phải đối diện với khổ đau mà không tránh được, ước gì mỗi người vui lòng kết hợp sự đau khổ của mình
vốn đau khổ của Chúa Giêsu. Chính nơi đó, Thiên Chúa cho con người nhiều hy vọng, niềm vui, bình an, sức mạnh và sự sống. Chúng ta cùng hát bài kết thúc. Chúng ta cùng vào trong nhà thờ để bắt đầu phần chính yếu của ngày hôm nay.